Xin chào tất cả các bạn, Hà Nội đang bước vào những ngày đông giá lạnh. Còn tại Công Audio thì đang có một siêu phẩm mà khiến anh em audiophile cảm thấy rất nóng. Đó chính là đôi Estelon Forza, phiên bản kỷ niệm giới hạn với chỉ 10 đôi được sản xuất trên toàn thế giới. Và đôi Estelon mà Công Audio đang có tại showroom với số series là 02 thì nó cũng là cái đôi loa đầu tiên trong 10 đôi được Estelon xuất ra thị trường. Thì trước đây mình đã có từng được bóc thùng một đôi Estelon Forza với cái màu sắc là Ocean Mystery, cũng là một cái màu rất đặc biệt. Tuy nhiên là khi nhìn thấy đôi Forza bản Anniversary Edition này lần đầu tiên trên mạng thì mình đã cảm thấy rất là phấn khích và mong chờ được bóc thùng cũng như là trên tay siêu phẩm này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là tiến hành là bóc thùng đôi loa này để xem cái phiên bản kỷ niệm này có gì đặc biệt nhé. Ok, và sau đây là cái đôi thùng của đôi loa Estelon Forza phiên bản kỷ niệm với chỉ 10 đôi trên toàn thế giới của chúng ta. Thì anh em có thể nhìn thấy nó là hai cái thùng rất là lớn và mỗi cái thùng này sẽ chứa một chiếc loa Estelon Forza. Thì ở ngay phía bên trên này thì hãng cũng đã in rất là cẩn thận, in cho chúng ta một cái bảng hướng dẫn để anh em có thể là lắp đặt cũng như là setup một cách đúng cách nhất cái đôi Estelon Forza này để nó đảm bảo được cái sự an toàn tuyệt đối. Và phía bên cạnh bên này nữa thì anh em có thể nhìn thấy là hãng cũng đã in cho chúng ta một số những thông tin cơ bản của cái đôi loa này, bao gồm tên này, cái số series cũng như là cái màu sắc sẽ được hoàn thiện của cái đôi loa này. Thì khi anh em khui thùng thì anh em sẽ nhìn thấy được cái màu sắc Anniversary Black thì nó sẽ là như thế nào. Ok, rồi mình không để mất thời gian lâu của anh em nữa thì chúng ta sẽ tiến hành mời các anh em kỹ thuật của Công Audio sẽ giúp mình khui thùng cái đôi loa rất đáng mong chờ này. Xin mời anh em. Ok, sau đây mình xin được tiến hành là mở hộp cái hộp phụ kiện của đôi Estelon Forza này để xem là bên trong nó có những cái gì nhá. Thì ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái quyển catalog của hãng. Anh em nào muốn tìm hiểu thêm một số thông tin thì có thể đọc ở trong này. Thêm một cái đôi găng tay khá là quen thuộc với những cái sản phẩm high end rồi. Ở đây nữa chúng ta sẽ có một cái tấm vải microfiber, một cái tấm vải mềm để anh em có thể là lau chùi cái đôi Estelon Forza thì nó luôn đạt được cái tình trạng về hình thức nó là hoàn hảo nhất. Thì và rất là một cái điều đặc biệt nữa mà mình muốn nhấn mạnh đó là cái bộ chân của đôi Estelon Forza này, hãng đã cung cấp cho chúng ta một cái bộ chân của Steepoint. Đây là một cái thương hiệu làm những cái phụ kiện chống rung rất là nổi tiếng đến từ Mỹ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ chân với rất nhiều những cái công năng ở đây. Có thể nói là Estelon Forza nó là những cái tinh hoa của công nghệ, cả về thiết kế lẫn công nghệ của hãng Estelon. Trong suốt 10 năm họ chế tác loa. Đây là cái đôi loa mà được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2019 tại triển lãm Munich High End Show và nó đã giành được rất nhiều giải thưởng cũng như là cái sự công nhận của các audiophile trên toàn thế giới khi là được nghe thử cũng như là ngắm nhìn cái vẻ đẹp của đôi loa này. Phải nói là mình rất là phấn khích khi được là người đầu tiên tại Việt Nam khui thùng cái đôi loa Estelon Forza phiên bản kỷ niệm này. Thì anh em có thể nhìn thấy nổi bật ở đôi loa này đó là so với những cái đôi Forza phiên bản tiêu chuẩn khác thì đó là những cái chi tiết từ vàng. Anh em có thể nhìn thấy những cái đường chỉ vàng nó sẽ ôm trọn cái phần driver cũng như là cái phần mặt trước của đôi Forza phiên bản kỷ niệm. Nó tạo ra một cái điểm nhấn rất nổi bật. Những cái chi tiết vàng thì nó còn xuất hiện ở cái phần logo Estelon cũng như là thêm một cái phần chữ khắc Anniversary được khắc rất đẹp và tinh tế ở đây. Và nó sẽ chỉ xuất hiện trong cái phiên bản kỷ niệm này mà thôi. Những cái phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có được cái chi tiết này đâu. Ok, bây giờ sang một chút đằng sau, một số những cái chi tiết đằng sau của đôi Estelon Forza này. Thì anh em có thể nhìn thấy là đây là phiên bản sẽ sở hữu cái chữ ký của nhà thiết kế trưởng cũng như là CEO của Estelon là ông Alfred Vasikov. Chúng ta sẽ có một cái chữ ký đây và toàn bộ những cái thông tin số series của cái sản phẩm này thì sẽ được làm theo một cái dạng gọi là ánh vàng để nó tương đồng với cả cái ngôn ngữ thiết kế ở phía mặt trước, rất là đẹp và tinh tế và sẽ chỉ có mặt ở cái phiên bản giới hạn 10 đôi này thôi anh em ạ. Ok, tiếp đến thì mình xin được giới thiệu qua với anh em lại một số những cái thông tin về cái cấu hình của đôi loa này. thì đây là cái đôi Estelon Forza, nó sẽ phụ thuộc vào cái dòng flagship đầu bảng của thương hiệu Estelon. Và để đảm nhiệm cái giải trầm của đôi loa này thì phía bên dưới hãng sử dụng hai cái driver trầm của Cell Aluminum. Đây là một cái driver nhựa màng nhôm, và nó đây là cái driver cao cấp nhất đến thời điểm hiện tại của thương hiệu Acuton đến từ Đức. Và đây và đường kính của cái củ này nó là lên tới là 25 cm, và cái kiến trúc của nó là kiến trúc sandwich tổ ong. Anh em có nhìn thấy, khi nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy là cái kiến trúc sandwich này thì nó mang lại cái độ cứng cũng như là cái độ chuyển động nó rất là nhanh, và nó chịu được cái áp lực lớn trong cái khoảng thời gian chúng ta anh em chơi nhạc trong khoảng thời gian dài. Nó mang lại một cái giải trầm rất là sâu, nhanh cũng như là rất là chính xác. Ở phía bên trên này nữa thì chúng ta sẽ có thêm một cái củ chu trầm có cái cấu trúc tương đồng với cái củ trầm ở phía bên dưới, nhưng mà nó sẽ có một cái kích thước nó còn nhỏ hơn, là đường kính là 19 cm. Và để đảm nhiệm cái giải chung cho cái đôi của đôi loa này thì đó là chúng ta sẽ có một cái củ ceramic, củ gốm tinh khiết, và cái củ gốm này thì có cái kích thước là 16,8 cm, và nó sẽ được bảo vệ ở một cái tấm lưới ở đây. Thì đối với cái củ ceramic này thì nó đặc tính của nó là rất là cứng, nhẹ, và nó sẽ trình diễn một cái giải trung âm rất là trong trẻo, tự nhiên, và có cái độ truyền cảm rất là tốt. Bên dưới này nữa anh em có thể thấy đây là cái phần Twister Diamond rất là đặc biệt, và theo như chia sẻ của hãng thì đây là cái chi tiết mà anh em sẽ có thể tìm thấy được trên bảng điều khiển của chiếc siêu xe Bugatti Chiron, chiếc siêu xe số 1 thế giới vào cái thời điểm hiện tại. Thì đối với cái Twister Diamond này thì nó giúp cho đôi Estelon Forza này trình diễn cái giải cao lên tới là 60 kHz, rất là cao, mềm mại cũng như là không hề bị méo tiếng cái ngưỡng, trong cái ngưỡng có thể nghe được của tai của chúng ta. Ok, vừa rồi là mình đã giới thiệu với anh em cái phần bóc thùng cũng như là cái phần một số những cái phần thiết kế nổi bật trên đôi Estelon Forza phiên bản kỷ niệm 10 năm của hãng Estelon, cũng như một số những cái về cái cấu hình. Để anh em có thể nắm qua được một chút về cái cấu hình của đôi loa này, thì anh em có nhu cầu muốn được trải nghiệm thực tế đôi Estelon Forza, một cái siêu phẩm loa high-end trên thế giới, thì xin mời anh em tới với showroom của Công Audio tại số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh em có câu hỏi hay là có thắc mắc gì thì anh em có thể là comment ở phía bên dưới của video này. Thì một lần nữa rất là cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe, và xin hẹn gặp lại anh em trong các video clip tiếp theo. Xin chào, cảm ơn.